Làng Đợi Tam có nghề làm trống truyền thống, tương truyền khoảng hơn 1.000 năm. Nhân dịp Tết Trung Thu, chúng tôi đã ghé thăm một cơ sở sản xuất trống Đợi Tam cha truyền con nối. Đó là cơ sở của ông Nguyễn Quang Thắng, 59 tuổi, tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, chúng tôi gặp ông Lê Thế Khánh, 57 tuổi, ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là người cùng quê vào Quảng Ngãi giúp ông Thắng mỗi dịp Trung Thu. Ông Khánh cho biết, nghề làm trống ở Đợi Tam phát triển rất mạnh, có mặt khắp cả nước. Ông Thắng xa quê, vào Quảng Ngãi lập nghiệp, nhưng khi cần, thì người ở quê lại khăn gói vào giúp anh. Quê ngoài Hà Lam đấy, quê của chú ngoài đấy là nghề truyền thống, là từ lâu đời rồi. Vào trong ngày giúp vợ chồng thông thắng Trung Thu này là nhiều việc đấy. Công việc chủ yếu là biệt trống, hoàn thiện trống về to nhỏ. Ông Khánh và ông Thắng đều xuất thân từ làng trống Đợi Tam và đã làm trống từ năm 9-10 tuổi. Khi lớn hơn thì theo cha rong ruổi khắp nơi để làm trống, bán trống. Ông Thắng rời làng Đợi Tam vào tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1987 và bắt đầu với nghề bán trống, sửa trống dạo cho các đền chùa, làng mạc. Đến năm 2000, ông dẫn vợ con vào định cư tại tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay, ông đã gắn bó với nghề làm trống gần 50 năm. Ông Thắng chia sẻ, rất nhiều người ở làng Đợi Tam mang theo nghề đi khắp cả nước. Họ định cư ở đâu thì ở đó có nghề làm trống. Trong ba người con của ông, thì có người con trai nối nghiệp và mở cơ sở làm trống ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Trung Thu thì từ 40.000 cho lên tới 3,5 triệu, 4 triệu cũng có. Nó tùy theo cái hàng, chất lượng hàng. Chất lượng hàng ví dụ như là bây giờ cái trống cũng cái trống như vậy thôi, nhưng mà bán theo cái kiểu dân dã chợ, hàng chợ thì chỉ có 500-600 nghìn thôi, nhưng mà yêu cầu của anh làm theo cái kiểu hàng đặc biệt của nó thì lại phải lựa cũng biết lõi, xong rồi xẻ dày, xong dùng cái loại dai trâu đặc chủng của nó, làm lâu hơn nhiều so với cái trống thông thường đấy. Làm trống có 3 khâu là làm da, làm tang và bưng trống. Với trống Đợi Tam, da trống là da trâu, loại da càng già thì trống càng có độ vang. Còn thân trống là từ gỗ mít, xoanh đào được xẻ nhỏ thành từng thanh, có độ dài và độ dày tùy theo kích cỡ trống. Sau khi ráp thân trống thành tang trống, thì đem phơi khô. Và cuối cùng là bưng trống, người thợ sẽ dùng dây thừng căng da trâu lên tang trống và đóng cố định để làm mặt trống. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 4 hộ chuyên làm trống đều đến từ làng Đợi Tam. Các cơ sở đều đang tất bật sản xuất trống phục vụ Tết Trung Thu.